Chúng ta là Nhóm Double Wish. Thử thách hôm nay là có gì trong hộp có hai đôi. Mỗi đôi gồm một thành viên Double Wish và một khách mời. Cho một phút, mỗi đôi cử một thành viên diễn tả và người còn lại đoán vật trong hộp. Chào mọi người, tôi tên là Akali của YouTube channel Ăn Cả Room. Và chào mọi người, mình tên là Dương. Rất vui được gặp mọi người. Cái này là của mình. Thử bi thử có thể thử thử. Ăn hiểu rồi nhưng mà cướp nghe đi nghe đi và chọn báo cháu. Thế rồi hả? Trứng hả? Akari! Cố lên. Con chó! Chết hả? Hay là của bông? Cho cô gái. Người Việt Nam ăn cái này, có con này là có lông người Việt Nam. Cho cô gái. Đồ ăn. Có thể ăn. Chưa xong. Ăn có nước gì ạ? Cá. Không ghê. Đúng rồi. Có rồi. Con gì trong? Có một cái túi. Con túi. Bên trong có một con. Con gì? Không biết. Cari nói cái gì? Con gì? Nếu các bạn thích tập này thì like, share, subscribe nhé.